Xin chào mọi người. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều và cảm ơn mọi người đã đến với lễ khai trương của Villa Store của em. Em cũng không biết nói gì ngoài ai thì cảm ơn cả và mong là được mọi người yêu thương ủng hộ nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Hôm nay bọn mình có tiệc trà bánh ở bên tay trái của cửa hàng để mọi người có thể dùng thoải mái ạ. Và đặc biệt là hôm nay tất cả các hóa đơn của cửa hàng sẽ được giảm 10% dành cho các bạn đến mua. Chúc mọi người mua sắm vui vẻ và tiếp tục ủng hộ cửa hàng của bọn mình nhé.